Đây, hôm nay mình đánh chuyến đầu tiên của năm nha anh em. Hôm đó này mà nghe là không có đi được. Đây, chuyến thứ hai, chuyến đầu tiên anh em. Lâu rồi không đi, đây trở lại nha mấy bạn ơi. Không cần, là chuyến đầu tiên mà. Không mấy tháng rồi. Đây, trong thời gian chờ đợi xuống tới chỗ nào là anh em mình gọi tóm chì. Uống sữa. Con này nó uống sữa, nó sợ ốm. Sợ ốm. Nó còn bú mà đi theo câu á. Còn bú sữa. Sắp tới hoàng hôn ở trong hầm luôn nha anh em. Chào các bạn, nãy giờ đi giờ tới chỗ rồi nha. Trời ơi, 3 cây này cây cuối nha em. Nãy giờ quay không kịp, trời hết 3 cây rồi, giờ cây này cây cuối cùng nha. Đây, lâu rồi mà không câu thật. Lâu rồi không có câu thiệt anh em. Từ hôm Tết tới nay mình không có đi luôn. Cây này là cần thứ tư. Đó, cần trong đó lôi chì quá. Đạp bánh lái vô, đạp bánh lái vô. Nhỏ đạp lái vô. Còn dây dưới còn cũng dưới. Sao? Mở đem lên. Rồi, giờ anh em chờ nghe. Chờ chút xíu cá nó ăn rồi mình quay cho anh em xem. Chút xíu nó ăn liền giờ chứ không có lâu đâu. Có đụng mà giữa ở ngoài cháu đụng tưởng cá ăn không. Không đứng vô trọng á, con lượm ba nồi lao ra con lấy cái đó là mấy gỗ sọt á, sọt mình rồi mình kéo câu á, thấy không? Trong đó gì cá ăn vậy? Cột thêm đi, nó chưa. Tại cái bánh lái hồi nó hơi xéo vô nó mới ngay mà vậy là nó ăn ra. Quá, nó cũng có phải có cái mình ăn cá ăn anh em ơi. Đợi chờ nãy giờ nó ăn á. Chưa thấy không? Quay lên nữa coi. Cá là chắc nhỏ thôi. Cá là hai cần nó chạy nhau. Ngoài còn mới thấy nó cũng rung rung á. Ăn dữ không? Ăn dữ dính cá. Cá này chắc không bự. Nhỏ. Cá. Cá gì? Cá gì? Chết luôn rồi. Chết luôn rồi. Cứ quăng trước đi, hồn lao sao anh em ơi. Rồi con đầu tiên nha. Về nãy giờ
đầu tiên là một con cốt. Em lên làm hậu ăn nè. Thấy nó gậy gậy mà biết cá nhỏ. Không ưng cá mau. Cá ăn anh em ơi. Không? Rồi giật bảy vài cái mạnh mạnh lên. Ừ. Nó sảy cho anh sảy nó dính thì nó dính. Chứ để sảy giống nãy buồn. Đó, tụ ngồi đó, dính chưa? Biết. Rõ ràng không dính, dính rồi, dính rồi, dính rồi. Dính rồi, dính rồi. Hay quá anh em ơi. Nãy cũng còn vậy luôn học, nãy sảy. Nãy còn thấy tấn tươi vậy luôn mà. Ơi, vậy hậu hậu nó lột. Ồ con bự bỏ đại vậy bạch bạch đi. Con xuống ấy đi, con xuống con ấy đi. Xuống con máu ấy đi, hậu đi cho. Ghê quá rồi, ghê quá rồi. Ghê quá. Rồi, hay quá anh em ơi, hai em mày nghe. Vô. Chúc mừng. Ký à. Ủa cô có khu gì không? Sai vậy? Tôi sai vậy? Ủa vô cục chi vậy? Ok, cù lo. Con nữa kìa.
ở cụ cục đó này chứ nó thuê đâu thấy rồi ba hai con rồi nên có cái nữa còn một tép không rồi vậy rồi sảy rồi. Ôi, rồi. Đây ta. Tiếng nào ơi. Bơm bơm. Cá nữa anh em ơi. Đó, 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 đó. Bự chứ bộ. Trời má, nửa ký. Con má bự, bự hơn này gì luôn trời. Bự hơn này. Đá, đá, ngon. Con đi, con đi. Ngon, ngon à. Khách trắng hay không? Nữa hả? Bơm bơm bơm. Nặng dữ vậy. Được không? Hơi nhỏ. Cảm ơn chết lụ hôn cái kiểu lĩnh bên luôn. Nó ta làm chết mẹ luôn. Nặng dữ vậy em mới vơi vậy. Chính hai con như thế luôn. Tao bận lắm ơi. Con ta bận hay gì? Ừ. Chị ném mới với con để hắn ta bận luôn á. Hỏi xong rồi gỡ lưỡi đi anh. Anh em ơi, bắt cá nuôi anh em. Ông nào nó y bằng cái dứa. Bự nhỏ. Cắt kia. Lên được mẫu giáo rồi anh em ơi. Lên được bật nữa rồi. Bự hơn nãy chút. Hết lưỡi luôn rồi. Để ở đây. Cũng được. Con cá nha anh em. Giờ mấy giờ rồi? 4 giờ 1. Đây.
Hiện tại là 4 giờ 1 phút nha anh em. Hừng sáng rồi. Giờ nước im ghê, kia sóng đùng đùng. Cái nữa anh em ơi. Cái nữa anh em ơi. Lên hàng không biết nè. Lên hàng không hay luôn rồi. Lên liền tay luôn mày. Quay sáng đứng sách đi quay. Phong trắng đẹp quá anh em ơi. Khách đang học. Mới dễ kìa. Rất lại cao lắm quay. Quay cần về không? Đây nè. Thôi mình về nghe anh em, sáng anh em ơi. Tạm thời được nhiêu đây đi thì giờ cũng 4 giờ mấy rồi, 5 giờ rồi. Giờ 4 giờ 40 rồi. Cũng cần về. Về về anh em ơi. Chia tay bữa nay đây đi nghe anh em. Mai mốt gặp lại tiếp. Mới vừa về tới nhà nha nè. Đây cá nè. Được nhiêu đây nha anh em. 9 con. Hết luôn được 9 con nha nè. Có con bự chắc được ký. Nãy tao mình ra không. Đây bị thất luôn mày. Cái đuôi cái đuối. Anh em ơi. Bye bye anh em.